Và sau đây xin chuyển đến phần hỏi đáp của chương trình. Tham dự phần hỏi đáp này xin kính mời Phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phúc Bảo Quân sẽ điều hành phần. Bác sĩ Nguyễn Quang Trọng và bác sĩ Lê Thanh Liêm sẽ hỗ trợ giải đáp các câu hỏi liên quan đến bài giảng hôm nay. Đồng hành với đó thì phía hãng Canon, anh Bùi Minh Tuấn và chị Phương Nguyên sẽ hỗ trợ trả lời các câu hỏi liên quan đến sản phẩm của Canon. Xin mời ban thư ký trình chiếu các câu hỏi lên màn hình và kính mời Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phúc Bảo Quân điều hành phần hỏi đáp ạ. Xin làm cảm ơn hai cái bài giảng rất là hay của hai giảng viên. Thì một bài giảng đầu thì liên quan đến sử dụng siêu âm thường quy thêm 2D Doppler, có Doppler vi mạch, có Doppler chất cản âm để mà phân loại các cái thương tổn trong những cái bệnh nhân bệnh lý có bệnh lý gan mạng. Cái thứ hai là cập nhật những cái kiến thức về những cái kỹ năng, những cái công nghệ mới hỗ trợ trong cái chẩn đoán các cái bệnh lý gan lan tỏa. Thì chiều hôm nay như vậy, quý đồng nghiệp mà đang theo dõi cái webinar này đã tình kiến được công nghệ, những cái vũ khí trong tay mình, có thể có những cái vũ khí trong tay để chẩn đoán các cái bệnh lý từ thương tổn khu trú cho đến các cái bệnh lý gan tỏa. Và đặc biệt càng ngày người ta càng đặt nặng đến cái vấn đề sơ hóa của cái gan và cái nhịp mở của cái gan, cái tiến trình của cái nhịp mở gan có thể dẫn đến sơ hóa ở những cái bệnh nhân nhịp mở không do rượu. Thật ra một vài nghiên cứu gần đây, một vài công nghệ người ta cũng đưa ra một cái khái niệm được là đánh giá cái độ viêm của cái gan. Thì cái kỹ thuật mà siêu âm đàn hồi nó chỉ cho biết được cái mức độ sơ thôi, nhưng mà nó không thể thay thế hoàn toàn cái kỹ thuật sinh thiết. Khi mà kỹ thuật sinh thiết, người ta lấy cái mẫu tế bào ra, người ta đánh giá thêm được cái độ viêm trong cái phân loại bệnh lý của cái xương cổ của gan. Thì mọi người nhớ trong cái metapia thì bên cạnh cái phân loại cái độ sơ thì người ta thêm được phân loại độ viêm ở mức độ A, bên kia sơ là F, bên độ A là viêm. Thì trên kỹ thuật siêu âm đàn hồi thì người ta chỉ mức độ dừng lại độ sơ thôi, nhưng mà không cung cấp được cái mức độ viêm. Thì hy vọng một vài năm tới đây thì công nghệ đã đang khôi thai, và đang một số phòng nghiên cứu đã đưa ra được cái công nghệ ứng dụng đánh giá mức độ viêm của cái gan. Thì các đồng nghiệp có thể chứng kiến được, có thể nghe những cái bài giảng liên quan để đánh giá mức độ viêm này, bên cạnh đánh giá cái mức độ sơ và cái mức độ thoái triển thoái hóa mỡ. Bây giờ cái phần này chuyển qua cái phần là câu hỏi thảo luận. Câu hỏi thảo luận thứ nhất là những cái máy siêu âm nào ứng dụng được SNI trong siêu âm chẩn đoán u gan. Thì cái này tôi nghĩ là liên quan đến cái phần kỹ thuật. Thì có cái bài trình bày của anh Tuấn ở bên chỗ công ty Canon, hay là đại diện công ty Dell Tech, công ty lục tỉnh, thì có thể trả lời được cái câu hỏi này. Xin cho anh Tuấn, trong cái công nghệ của Canon thì có những cái dòng đời, tôi thấy có anh giới thiệu rất mạnh nhiều cái dòng máy, thì những cái dòng máy này có được cái công nghệ SMI này trên cái máy của chúng ta. Thì tôi, trước khi cả hơi của anh Tuấn có hỏi câu hỏi này thì tôi cũng có bổ sung thêm ý, bàn luận thêm ý. Đúng là trong tay những cái kỹ thuật công nghệ vừa rồi thì không phải những cái máy nào cũng có được cái công nghệ đó. Thì các bạn cũng biết rồi, mình đi chiếc xe máy có nhiều cái tính năng, thì càng nhiều tính năng thì mình phải trả tiền phải nhiều, vì những cái đắt tiền hơn cái giá trị của cái xe máy đó, nhiều tiền hơn. Thì tương đương như vậy, trên máy siêu âm cũng vậy, mình mua những cái máy nào có nhiều tính năng thì nó sẽ nhiều tiền hơn. Nên rất đáng tiếc là những cái công nghệ rất hay thế này hiện tại chỉ mới nằm trên những cái máy cấp cao. Thì ở hệ thống máy của Canon thì cho anh Tuấn cho biết là những cái sản phẩm nào để có cái tích hợp với công nghệ SMI này. Xin mời anh Tuấn. Dạ em xin chào quý bác sĩ, em xin đại diện cho hãng Canon trả lời câu hỏi của quý bác sĩ ạ. Thì hiện tại chức năng siêu âm siêu vi mạch SMI đã có trên rất là nhiều dòng máy của hãng, từ trung cấp đến cao cấp luôn.
Thì nếu mà ở dòng trung cấp thì như dòng máy Sario 200G đã có chức năng HDMI, và các dòng máy cao cấp FPGA như FPGA A-Series hay FPGA I-Series đều có chức năng này ạ. Em xin thông tin đến quý bác sĩ và em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn lời trả lời của đại diện của phía Canon. Xin cho là thôi kế hoạch tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là xin thầy cho em biết cho em các cái thông số để tối ưu hóa hình ảnh trong siêu âm vi mạch. Em xin cảm ơn. Cái này xin gửi câu hỏi này đến bác sĩ Lê Thanh Liêm. Xin chào bác sĩ, tôi xin trả lời câu hỏi này. Những cái thông số thì hầu như là mặc định ở trong cái sản phẩm, nó đã mặc định, không có giống như là siêu âm thường quy mà chúng ta sẽ thay đổi VRF rồi thay đổi gain Doppler, nhiều thứ để chúng ta khảo sát cho nó phù hợp, thậm chí là góc Doppler. Thì cái siêu âm vi mạch này nó có đặc điểm, nó giống như là cái gọi là Doppler năng lượng, power Doppler, nó không bị ảnh hưởng bởi cái chiều hướng của dòng chảy, cho nên cái phần đó là chúng ta đã không có phải xử lý. Thì cái mà khi mà vận hành thì tôi thấy mà cái thông số mà chúng ta thường thay đổi nhất là cái gain, tức là cái mức độ khi chúng ta tăng hoặc giảm gain để cho cái hình nó rõ nét hơn, hoặc là giảm đi cho nó bớt nhiễu đi, thì đó là cái thông số mà chúng ta thường điều chỉnh, còn phần lớn còn lại là chúng ta không phải điều chỉnh gì cả. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Liêm. Xin câu hỏi tiếp theo cũng liên quan đến bác sĩ Liêm, trả lời giùm câu hỏi này luôn. Với câu hỏi này thì chúng ta nói là một bệnh nhân viêm gan siêu B ổn định thì bao lâu đánh giá lại mức độ sơ hóa gan, thì cái ổn định này là ổn định như thế nào? Thì thông thường thì đó là vấn đề của bác sĩ lâm sàng. Chúng ta có những cái nhiều cái yếu tố để chúng ta quyết định là bệnh nhân khi nào thì sẽ làm lại. Nhưng mà nếu như một bệnh nhân, tôi lấy ví dụ một bệnh nhân viêm gan siêu B ổn định nhưng mà gan là F0, mức độ sơ hóa gan là F0, F1, tức là không sơ hóa hoặc là sơ hóa nhẹ, thì cái thời gian mà để đánh giá lại nó sẽ xa hơn. Còn nếu mà một bệnh nhân gọi là ổn định trên lâm sàng hoặc là trên xét nghiệm nhưng mà sơ hóa gan là F4 thì chúng ta phải theo dõi thời gian gần hơn. Cái đó là tôi cũng không có rõ được là cụ thể là bao nhiêu tháng, nhưng mà chúng ta nó sẽ tùy thuộc vào từng bệnh nhân. Cái này cái câu hỏi này tôi xin bổ sung một ý nữa. Nếu mà chúng ta đi theo những cái khuyến cáo thì khuyến cáo của các cái hiệp hội nghiên cứu về gan chẳng hạn như AASLD, tức là hiệp hội nghiên cứu về gan của Hoa Kỳ chẳng hạn, hoặc là những cái hiệp hội nghiên cứu của châu Âu, của châu Á chẳng hạn, thì phần lớn người ta khuyến cáo là 6 tháng một lần những cái bệnh nhân viêm gan B mãn tính hoạt động hay không hoạt động đều phải theo dõi mỗi 6 tháng một lần. Để mà theo dõi cái tiến triển của cái gan cũng như là tìm các cái nhân ung thư gan nếu có thể là có. Câu hỏi thứ tư cũng liên quan đến của bài giảng của bác sĩ Liêm, tôi xin bác sĩ Liêm trả lời câu hỏi này. Tiếp theo là chúng ta đánh giá mức độ tương đồng mức độ gan nhiễm mỡ giữa siêu âm 2D và siêu âm đàn hồi. Mức độ tương đồng thì cái câu hỏi là đánh giá mức độ tương đồng thì tôi cũng không hiểu là bác sĩ muốn hỏi chuyện gì. Nhưng mà mức độ gan nhiễm mỡ giữa 2D và siêu âm đàn hồi thì ở đây chúng ta có một cái chút hiểu lầm. Siêu âm đàn hồi á, là không để chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ. Siêu âm đàn hồi là để chẩn đoán mức độ sơ hóa gan thôi. Cái độ cứng gan nó không có bị ảnh hưởng bởi cái độ gan nhiễm mỡ. Còn siêu âm 2D là để định tính mức độ gan nhiễm mỡ. Có lẽ là bác sĩ muốn hỏi là tương đồng giữa 2D và cái kỹ thuật mới mà chúng ta vừa trình bày là ATI đó. Thì cái mức độ gọi là tương đồng này thì chúng ta chưa có thấy cái nghiên cứu nào để nói rõ chuyện đó. Đôi khi chúng ta thấy cái nền gan nó tăng âm trên 2D, chúng ta nghĩ nó là gan nhiễm mỡ nhẹ, nhưng mà khi mà làm siêu âm kỹ thuật ATI hay là những kỹ thuật khác, chúng ta thấy con số nó ở cái mức độ bình thường. Cái đó là cái chuyện đã xảy ra trong thực tế, và tất nhiên là chúng ta sẽ tin tưởng vào cái kỹ thuật định lượng, chúng ta có con số cụ thể dựa vào cái sự giảm cái cường độ âm mà chúng ta đo đạt được. Xin câu hỏi tiếp ạ. Câu Câu hỏi hỏi tiếp này cũng theo dành cho thì bác sĩ Liêm. Phân biệt viêm gan mỡ trên hình BMOT không ạ? Có thể phân biệt được viêm gan mỡ trên hình BMOT không? Thì đây là cái chuyện mà chúng ta làm hàng ngày mà chúng ta đôi khi cũng nhận biết được đó.
tức là một bệnh nhân có nhiễm mỡ, nhưng mà nếu như mà có biểu hiện của những thay đổi trên siêu âm BMOT, chẳng hạn như là bất thường đường bờ, gan thô, hay là tăng bề dày bao gan, tức là những yếu tố mà thường quy chúng ta hay làm đó, mà chúng ta thấy phát hiện là có tổn thương gan mạng tính, thì chúng ta có thể nghi ngờ đây là một trường hợp viêm gan mỡ, nhưng mà là nghi ngờ thôi. Còn những trường hợp còn lại, một bệnh nhân chỉ có biểu hiện bởi cái gan tăng âm thôi, thì chúng ta không thể nhận ra được cái viêm gan mỡ trên cái siêu âm BMOT được. Bệnh nhân cổ trướng thì có đo được độ đàn hồi gan hay không thì chúng ta thấy rất là dễ. Chúng ta trước đây thì chúng ta bị vướng những cái siêu âm gọi là siêu âm đàn hồi thoáng qua đó. Cái kỹ thuật siêu âm đó thì trước đây người ta không có kết hợp với lại cái siêu âm BMOT để chúng ta chọn được cái vị trí. Thì cái vị trí mà của siêu âm đàn hồi thoáng qua như là FibroScan đó là một cái vị trí mặc định. Mặc định là người ta lấy cái khoảng cách từ từ bề mặt da đo vô 2,5 cm, rồi từ chỗ đó người ta đo vô thêm 4 cm nữa, người ta lấy cái khoảng đó làm đại diện cho cái gan. Vì vậy mà khi bệnh nhân có bị cổ trướng đó, cái dịch nó sẽ chen giữa cái gan và cái mô và cái thành ngực. Vì vậy mà cái roi đó trở thành không phải là đo cái gan nữa, mà là đo vào cái bao gan hoặc là đo vào dịch. Vì vậy mà cái siêu âm đàn hồi mà dạng như FibroScan, siêu âm đàn hồi thoáng qua thì chúng ta bị giới hạn trong cái bệnh nhân cổ trướng. Nhưng mà với những cái kỹ thuật mới như là siêu âm đàn hồi mà kết hợp được với lại cái máy siêu âm thường quy ấy, giống như là 4C-Way hay là 2D-Way, thì chúng ta chọn được cái vị trí đo và chúng ta đặt roi vào mô gan cụ thể, cho nên là chúng ta sẽ thực hiện được cũng dễ dàng giống như những trường hợp khác. Cái câu trả lời này thì tôi xin bổ sung thêm một ý nữa là hai cái nguyên lý nó khác nhau, cho nên cái hạn chế của mỗi kỹ thuật nó khác nhau. Cái kỹ thuật đầu siêu âm đàn hồi thoáng qua thì người ta đầu tiên từ cái đầu dò bề mặt da người ta dùng một cái bộ rung. Cái bộ rung đó thì nó tạo ra cái sóng sáng chấn. Cái sóng sáng chấn đó nó truyền động với cái tần suất là khoảng 50 Hz. Nó sang động, nó truyền động qua thành ngực rồi nó vào bề mặt da. Và những cái sóng sáng chấn 50 Hz này á, mà nó gặp môi trường nước thì nó không truyền được. Chính vì vậy thì cái kỹ thuật FibroScan, tức là kỹ thuật siêu âm đàn hồi thoáng qua, nó bị hạn chế, nó không đo được ở những trường hợp cổ trướng. Cổ trướng này mà cổ trướng với điều kiện là bề mặt gan dịch quá nhiều, nó nằm phủ trên bề mặt gan, thì nó là tạo một cái bức tường chặn nóng cho cái sóng sáng chặn nó xuyên qua cái môi trường nước này. Cho nên chúng ta không thể thực hiện cái đo được. Còn ngược lại, cái kỹ thuật siêu quay thì người ta dùng cái sóng siêu âm, bản thân cái sóng siêu âm thì nó truyền qua được cái môi trường nước, và khi môi trường nước này nó vào trong gan nó mới tạo cái sóng biển gan. Còn cái kỹ thuật FibroScan thì đầu tiên phải đòi hỏi cái sóng sáng chẩn này nó truyền được qua mô gan cái đã, nhưng mà trong môi trường dịch cái sóng sáng chẩn này cũng truyền được, cho nên nó không đo được. Là một bên cạnh cái khuyết tật mà như bác sĩ Liêm có nói là cái độ sâu nó mặc định như thế, nên như khi dịch cổ trướng nhiều quá là làm cái độ sâu nó không đúng, cho nên người ta mới không đo được. Đấy là cái bổ sung thêm về câu hỏi vừa rồi của một bác sĩ đồng nghiệp. Câu hỏi tiếp theo, trên bệnh nhân có nguy cơ khác nhau như viêm gan B, viêm gan C, viêm gan M, các giá trị siêu âm đàn hồi có khác nhau hay không? Cái này thì chắc là bác sĩ Liêm trả lời được. Tôi xin trả lời câu hỏi này. Thì cái giá trị của siêu âm đàn hồi mà để dùng để chúng ta chẩn đoán cái giai đoạn sơ hóa gan đó, thì theo từng nguyên nhân nó có khác nhau. Những cái công nghệ mà nó đã có lâu á, người ta làm nghiên cứu, người ta đưa ra cái bảng phân loại cụ thể trên từng nguyên nhân, thì các bảng đó nó đều khác nhau cả. Cho nên là chúng ta có thể trả lời là nó thực sự là khác nhau. Nhưng mà trong tình huống thực tế mà để ứng dụng á, thì đa phần các bác sĩ khi làm siêu âm á, chúng ta không có nắm được cái nguyên nhân của bệnh nhân. Chúng ta làm siêu âm đôi khi chúng ta không có biết trước được là bệnh nhân này là viêm gan B, viêm gan C hay là viêm gan rượu, viêm gan mỡ. Chúng ta cho dù là chúng ta có xét nghiệm cũng chưa chắc gì chúng ta đã rõ ràng được những cái chuyện đó. Cho nên là các cái kỹ thuật người ta sử dụng á, người ta vẫn hay dùng một cái bảng phân loại dùng chung. Một cái bảng phân loại dùng chung đó cho tất cả các nguyên nhân.
Rồi, như vậy thì tóm lại thế này, chúng ta trả lời là các nguyên nhân này với các nguyên nhân khác nhau thì cái giá trị để chẩn đoán mức độ sơ hóa gan cũng khác nhau. Nhưng mà trong tình huống thực tế thì người ta vẫn dùng những cái bảng phân loại dùng chung nếu như mà chúng ta không rõ những cái từng nguyên nhân của bệnh nhân. Không biết là thầy Quân có ý kiến gì thêm không? Dạ, thầy cho lời. Tôi bổ sung này một ý. Theo tài liệu á, thì người ta nói nó không những khác nhau về các nguyên nhân mà nó còn khác nhau các hạng máy khác nhau. Ví dụ như một bệnh nhân đó độ sơ hóa gan nó đo trên máy của hạng này và hạng khác khác nhau, nó không giống nhau. Và chính cái điều đó cũng là một cái nhược điểm và đến bây giờ cũng rất là phân vân trong lấy cái kết đó. Tôi xin hết. Đúng rồi. Trong bài trình bày thì em cũng có nhấn mạnh cái chuyện đó. Khi mà chúng ta có được cái công nghệ mới trong tay, chúng ta phải xem coi đó là công nghệ hãng nào, theo dòng máy nào, và chúng ta phải tìm những cái nghiên cứu dựa trên cái công nghệ đó để chúng ta lấy cái bảng cutoff của nó, chứ chúng ta cũng không dùng cái bảng của hãng này cho hãng khác được. Xin cho kỹ câu hỏi tiếp theo. Siêu âm thường quy bệnh nhân viêm gan mạn, nhu mô gan thô, có khi thấy nột giảm âm, nột tăng âm, làm sao phân biệt được nột tại sinh với nột HCC hoặc là nột mô mạch nhỏ? Cái này thì xin gửi đến thầy Trọng. Trong bài nói rất là rõ và tức là nó sẽ là cái nốt không điển hình. Thì nếu mà cái nốt không điển hình mà nó dưới, bạn phải đo cái đường kính lớn nhất của nó, nó dưới 10 mm thì nó là US2. Nếu mà nó trên 10 mm là US3, tức là dương tính. Mà dương tính có nghĩa là phải làm CT cộng hưởng từ hoặc siêu âm có thuốc dương phản. Rồi, xin câu hỏi tiếp theo. Kỹ thuật transient echo và elasto có được dùng để chẩn đoán bệnh lý gan được không? Cái này bác sĩ Liêm, mời bác sĩ Liêm trả lời. Dạ. Kỹ thuật này gọi là kỹ thuật siêu âm đàn hồi thoáng qua của FibroScan mà chúng ta đã nói nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó. Có dùng được để chẩn đoán bệnh lý gan hay không? Đương nhiên là dùng được. Nó dùng được kỹ thuật này sẽ cho ra được hai thông số. Cái thông số thứ nhất là thông số về độ cứng gan, bao nhiêu kilopascal, và sẽ phân loại là sơ hóa gan ép máy. Và thông số thứ hai là cái chỉ số CIP, chỉ số để định lượng mức độ gan nhiễm mỡ, với ra cái đơn vị là decibel trên mét, tức là dựa vào cái độ giảm thấu âm mà chúng ta cũng trình bày sơ lược trong cái phần cơ chế đó của định lượng gan nhiễm mỡ. Thì FibroScan cũng được dùng rất là nhiều từ nhiều năm. Đây là một cái công nghệ siêu âm đàn hồi đầu tiên trong cái lĩnh vực gan. Và ở Việt Nam chúng ta cũng là dùng là một kỹ thuật dùng trước tiên so với tất cả những cái công nghệ khác. Trên siêu âm đàn hồi mô chẩn đoán sơ hóa gan và sơ gan như thế nào? Giá trị nào là sơ gan? Bao nhiêu là sơ hóa gan? Cái này xin bác sĩ Lâm trả lời. Và tôi xin tổ kỹ thuật này chú ý đánh ghi cụ thể cái chi tiết và ghi thực ra chính xác kỹ từ ngữ trên câu hỏi. Cái chẩn đoán trả lời là cái sơ hóa gan và sơ gan, thì trong cái khái niệm như thế này, chúng ta nói lại cái tiêu chuẩn vàng là sinh thiết gan. Sinh thiết gan người ta chẩn đoán phân loại cái sơ hóa gan theo Metavia thì từ F0 là gọi là không sơ hóa, F1 á, là sơ hóa gan nhẹ, F2 là sơ hóa gan đáng kể, F3 là sơ hóa gan nặng, và tới F4 thì người ta gọi là sơ gan. Như vậy thì cái giá trị để phân biệt giữa sơ hóa gan và sơ gan, tức là cái cutoff mà để phân biệt giữa F3 với F4 đó, là như vậy. Thì còn con số là bao nhiêu? Con số là bao nhiêu là giống như thầy Trọng cũng vừa nói vừa rồi đó, tùy theo hãng máy, tùy theo dòng máy. Mỗi một cái dòng máy, mỗi công nghệ thì chúng ta sẽ dùng cái bảng khác nhau. Chẳng hạn như cái công nghệ mà tôi nói ngày hôm nay của dựa trên cái nghiên cứu của Canon, chúng ta có con số là 12,2 kilopascal. Thì từ 12,2 kilopascal trở lên thì chúng ta cho là sơ gan F4, và dưới 12,2 kilopascal thì coi như là sơ hóa gan. Các cái F trước đó 0, 1, 2, 3. Xin câu hỏi tiếp.
Đến siêu âm thường quy, xơ gan, cholesterol, tại sao đường kính tĩnh mạch cửa bình thường? Cái này xin thầy Trọng trả lời giùm. Như mình biết là khi mà xơ gan là cái mô gan nó chai thì nó sẽ tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Thì cái phản ứng đầu tiên thông thường là cái đường kính, cái tĩnh mạch cửa nó sẽ gia tăng đường kính. Thì cái tiêu chuẩn xưa giờ mình hay xài là 13mm đường kính ở tại gốc. Thì lúc đó mình nói. Nhưng mà sau đó thì nhờ có tuần hoàn màng hệ. Ví dụ như nó tái thông thường tuần hoàn tĩnh mạch rốn. Hoặc là nó dẫn qua cái tĩnh mạch dạ dày trái để nó làm giãn tĩnh mạch thực quản. Hoặc là nó làm cái đám rối tĩnh mạch ở ngay cái rốn lách, nó chạy ngược về cái phía lách đó và nó làm lách to ra. Thì lúc đó nó giảm áp cho tĩnh mạch cửa, thì lúc đó tĩnh mạch cửa nó sẽ nhỏ lại. Thành ra rằng là bạn đừng có lấy cái đường kính tĩnh mạch cửa khi nào mà nó nhỏ hơn 13 là bạn nói nó bình thường, không có bị tăng áp, cái đường đó nó không có đúng. Thì cái đó bạn có thể tìm hiểu thêm những cái bài trên này. Xin hết. Xin câu hỏi tiếp theo. Siêu âm định lượng gan nhiễm mỡ dựa vào máy siêu âm gì? Cái này xin mời thầy Liêm, mời bác sĩ Liêm trả lời. Siêu âm định lượng gan nhiễm mỡ thì hiện tại giờ trong cái bài, trong cái slide về định lượng đó, tôi đưa ra chúng ta có công nghệ, có chúng ta đang nói công nghệ thôi, chúng ta không nói tên hãng máy. Ta nói về công nghệ, chúng ta chỉ cần cái máy nào nó có được cái công nghệ đo cái tỷ lệ gan thận, tức là cái máy đó chỉ dùng cái hình BMOT thôi. Chúng ta cắt một cái hình BMOT mà giống như cái vị trí mà chúng ta đo chiều cao gan, nó có cái gan với cái thận trong đó. Chúng ta sẽ đặt một cái roi đo cường độ âm ở gan với một cái roi đo cường độ âm ở thận là chúng ta đo được. Tức là rất nhiều máy để có cái công nghệ đó. Thứ hai là chúng ta, cái công nghệ chúng ta vừa nói, công nghệ CIP của FibroScan đó, là để định lượng cái độ giảm thấu âm bao nhiêu decibel trên mét. Đó là công nghệ thứ hai. Còn công nghệ thứ ba là cái công nghệ UGAP. UGAP cũng y hệt như là cái công nghệ mà chúng ta nói ngày hôm nay, là công nghệ ATI, tức là cũng đo cái định lượng cái độ, cái cường độ âm ở hai vị trí và người ta đo đạt ra cái mức độ giảm thấu âm. Như vậy thì chúng ta có, hiện nay chúng ta có bốn công nghệ chính đó. Ngoài ra còn có vài công nghệ khác nữa của trên những cái dòng máy khác. Chúng ta rất là nhiều công nghệ, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Câu hỏi này của dành cho bác sĩ Liêm. Chúng ta hỏi là siêu âm 2D gan nhiễm mỡ trên 2D như thế nào thì mình đề nghị làm siêu âm đàn hồi. Thì trong cái phần trình bày tôi cũng cố ý đưa ra một vài trường hợp đó, để các bạn thấy rằng là đôi khi chúng ta chỉ thấy là gan nhiễm mỡ thôi, nhưng mà thực chất đó, là bệnh nhân đã sơ hóa gan đáng kể rồi, hoặc thậm chí là sơ gan rồi. Cho nên là trên 2D đó, rất nhiều trường hợp chúng ta bỏ sót những cái bệnh nhân có sơ hóa gan. Vì vậy mà chúng ta không thể nói là trên 2D như thế nào mới làm đàn hồi, mà siêu âm đàn hồi cũng có thể xem như là một cái kỹ thuật thường quy để chúng ta xác nhận coi bệnh nhân có sơ hóa gan hay không trong những bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Thì vấn đề này thì xin ý kiến thêm của chỗ thầy Quân với thầy Trọng về những cái khuyến cáo của chúng ta. Thì hiện tại thì khuyến cáo chung thì chưa thấy cả cái hiệp hội họ đưa ra khuyến cáo là sử dụng siêu âm đàn hồi trong những cái tình huống nào. Nhưng mà theo những cái văn bản, theo những cái bài rải rác, những cái tài liệu và thậm chí những cái cá nhân, cái kinh nghiệm của cá nhân tôi, thì hầu như tôi làm siêu âm đàn hồi tầm soát cho mỗi trường hợp mà tôi khám. Có rất nhiều cái kết quả rất là ngạc nhiên, bệnh nhân hoàn toàn không có một cái triệu chứng gì, không có một cái dấu hiệu gì về mặt lâm sàng, không có biểu hiện gì về sức khỏe, không cần lâm sàng, không có biểu hiện gì. Nhưng mà làm cái siêu âm đàn hồi nó mới phát hiện ra bệnh nhân có cái gan, cái độ sơ hóa rất là cao. Và từ đó bệnh nhân đi ngược lại, đi làm các cái xét nghiệm thì mới loại ra là bệnh nhân đã bị nhiễm virus viêm gan B hay là viêm gan C gì đó mà bao nhiêu năm rồi mà không biết. Thì đấy, và trong trường hợp này cũng áp dụng trong cái tình huống gan nhiễm mỡ. Thế như hồi nãy cái bài trình bày của bác sĩ Liên, thì cái gan nhiễm mỡ này có một cái tỷ lệ nó sẽ chuyển biến, gan nhiễm mỡ không do rượu nha, là chuyển biến thành cái viêm gan do nhiễm mỡ. Mà trong quá trình viêm gan do nhiễm mỡ thì chuyển qua bị sơ hóa đi, cuối cùng giai đoạn cuối là sơ gan. Như vậy nếu có thể được thì mình có thể
thì ra những cái động tác và làm siêu âm đạo hồi thêm một khâu trong cái quá trình khám của mình thì không có mất thời gian nhiều. Và chúng ta biết được rất đặc biệt rồi, trong cái y khoa nếu chúng ta có nhiều cái bằng chứng thì y khoa là một ngành y học dựa trên cơ sở nhiều cái bằng chứng, mà nếu chúng ta càng có nhiều bằng chứng thì cái kết luận, cái chẩn đoán của chúng ta nó thuyết phục hơn, nó chẩn đoán nó tốt hơn. Cho nên thì nếu có thể được thì trên các máy quý đồng nghiệp nếu có cái kỹ thuật siêu âm đạo hồi mô thì không tiếc gì thêm một vài phút đánh giá cái độ cứng của bệnh nhân, lỡ đâu đó bệnh nhân nó bị nhiễm một cái viêm gan B, C gì được đó, hoặc là bệnh nhân có viêm gan mỡ, mình không phải bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng gì thì mình phát hiện ra được cái độ sơ và mình ngăn chặn được cái tình huống. Như vừa rồi bác sĩ Liêm trình bày 2 năm trước thì gan nhiễm mỡ thông thường, nhưng để khi tái khám lại thì bệnh nhân đã sơ gan rất là đáng tiếc. Chỉ cần thiếu một vài phút mà bác sĩ đạn lại trong cái buổi khám đó, làm thêm cái kỹ thuật siêu âm đạo hồi mô để phát hiện cái tình trạng sơ hóa gan tiến triển của bệnh nhân. Xin hết. Câu hỏi này dành cho bác sĩ Liêm. À, xin hỏi kỹ thuật ATI hiện sử dụng ở bệnh viện hay trung tâm nào? Thì cái câu hỏi này chắc có lẽ là phải nhờ ban tổ chức ở chỗ công ty Canon. Thì theo em biết thì cái kỹ thuật ATI này cũng mới xuất hiện đây thôi. Thì trên cái dòng máy mà chúng tôi đang thực hiện đó, APOA, nó có kỹ thuật này. Và không biết là đã phân phối được tới đâu, ở chỗ nào thực hiện, thì nhờ công ty Canon cung cấp cho bác sĩ thông tin. À, tôi có một cái ý kiến về cái chuyện này. Về cái bây giờ thì trở ngược lại một chút về cái đánh giá cái máy FibroScan. Thực ra khi mà chưa có cái siêu âm đạo hồi á, thì cái máy FibroScan rất có giá trị, bởi vì nó đánh giá được hai chuyện. Thứ nhất là cái độ sơ hóa gan, và cái thứ hai là gan, cái định lượng cái gan nhiễm mỡ rất là hay. Thì sau đó là siêu âm với lấn sân qua. Siêu âm với lấn sân qua thì đầu tiên chỉ có là thoáng định tính thôi, rồi sau đó siêu âm định lượng. Thì cái khởi đầu của siêu âm định lượng á là chỉ đánh giá độ sơ hóa thôi. À, thì lúc nãy mấy bạn á, tôi nhắc lại á, là giữa cái F1, F2, F3, F4 đó, F1, F2, F3, F4 á, là mình gọi là fibrosis. Còn cái F1, F2, F3 đó, còn cái F4 á, là nó tương đương với cirrhosis, giữa cái gọi là sơ gan, nó khác với cái sơ hóa, đó là mức độ nó nặng hơn. Rồi, thì đến bây giờ á, là một số máy siêu âm đã lấn sân sang, tức là trên cái máy siêu âm đó là vừa làm được đàn hồi, vừa làm được cái định lượng gan nhiễm mỡ đó, và như vậy thì gần như là nó sẽ thay thế cái vai trò của máy FibroScan. Và thực sự cho đến bây giờ, và câu hỏi này là câu hỏi khó, là bởi vì những tùy theo hãng máy và tùy theo dòng máy. Ví dụ như cho đến bây giờ chỗ tôi á, là cái máy là chỉ làm được cái định lượng cái fibro thôi, chứ cái sơ hóa thôi, chứ chưa làm được cái định lượng gan nhiễm mỡ đó. Còn như cái máy Canon hôm nay mình học, tức là nó có luôn cái định lượng. Hoặc là tôi biết có một cái loại máy nữa, tức là của hãng Supersonic, là tôi biết là làm luôn cả cái sơ hóa và cả cái định lượng gan nhiễm mỡ đó. Tôi chỉ nói những cái tôi biết cho các bạn, xin hết. Xin cho câu hỏi tiếp theo. So cái này tôi trả lời. Cái B-flow á, là thứ nhất là về nguyên lý á, là cái B-flow nguyên lý nó hoàn toàn khác với cái FM9. FM9 đó là thực chất nó là siêu âm Doppler, nhưng mà nó ngày xưa siêu âm Doppler khởi đầu á, cái người ta dùng cái độ lọc thành nó nhiều quá để loại bỏ cái tín hiệu mạch máu đó, thì những cái tín hiệu thấp của dòng chảy thấp á, của vi mạch á, là người ta xóa hết. Thì sau này á, với cái FMI á, thì nó nhạy hơn rất là nhiều. Còn cái B-flow là cái nguyên lý hoàn toàn khác với cái FMI. Thì về nguyên lý á, là họ dùng cái nguyên lý trừ tín hiệu, tức là họ dùng một cái hình ảnh B1, rồi họ lấy tín hiệu B1, rồi sau đó ngay sau, tôi nhớ là như bao nhiêu giây đó, mili giây đó, họ lấy một cái tín hiệu B1 và hai cái tín hiệu đó trừ cho nhau thì ra cái hình B-flow. À, thì về nguyên lý thì nó cũng thể hiện dòng chảy, nhưng bản thân tôi thì cả hai cái kỹ thuật này tôi đều sử dụng, tất nhiên là trên hai dòng máy khác nhau. Thì
tôi không hiểu là B-Flow là hiện tại có cái máy nào, nhưng mà cái máy tôi đang xài là máy B-Flow của GE, còn cái F&I là của Philips. Thì là cái B-Flow thì tôi so sánh với cái F&I á, thì cái B-Flow nó nhạy hơn cái đốt lè năng lượng, nhưng nó không có bị sao hẳn chuyển động, nhưng nó kém xa so với cái trường vi mạch. Nó kém xa và không thể so sánh được, nguyên lý khác nhau. Và tôi trên một bệnh nhân tôi làm thì tôi thấy là nó kém xa. Xin hết. Câu hỏi này dành riêng cho thầy Trọng. Đặc điểm chủ mô gan trên D1 như thế nào thì mình nhận định là có sơ gan. Trường hợp chủ mô gan có nhiều nốt hồi âm dày, bờ tương đối đều không giãn thì kết luận sơ gan. Bây giờ như vậy, cái đánh giá chủ mô gan, cái nhu mô gan ở trên D1 đó là bạn hãy nhớ là nó có phần nào cảm tính, tức là mình nhìn quen cái hồi âm nó đồng nhất, là đến khi mà mình thấy nó hồi âm nó thô là mình biết là nó có vấn đề đó. Còn những cái nốt, khi mà bạn phát hiện những cái nốt thì bạn lại đối chiếu theo cái bảng kia. Khi bạn thực sự là nốt thì bạn phải đo đường kính nó nhỏ hơn hay là nó lớn hơn 10 mm đó. Tôi xin phép. Còn cái tĩnh mạch nữa đó, tôi nói đó là bạn đừng có nghĩ rằng là sơ ga tăng áp tĩnh mạch cửa là bắt buộc cái tĩnh mạch cửa nó phải trên 13. Thực ra cái mạch máu đầu tiên ở gan nó bị ảnh hưởng là tĩnh mạch gan, chứ không phải khi mà bạn bị sơ gan thì cái tĩnh mạch gan nó thay đổi cái phổ đốt lè trước rồi sau đó mới tĩnh mạch cửa. Tĩnh mạch cửa khởi đầu nó tăng kích thước, nhưng mà sau đó khi nó có tuần hoàn màng hệ thì nó lại giảm kích thước trở lại bình thường. Xin hết. Câu hỏi này cũng dành đến cho bác sĩ Trọng. Có dấu tái lập tĩnh mạch rốt, đường kính tĩnh mạch cửa không giãn 12 mm, gan lách bình thường, không dấu chỉ điểm ở gan. Vậy có hiện tượng tái lập tĩnh mạch rốn đơn thuần hay không? Bạn hỏi là có lập hiện tượng tái lập tĩnh mạch rốn đơn thuần hay không? Thì theo tôi biết là cái hiện tượng tái lập tĩnh mạch rốn nó chỉ xảy ra khi có tăng áp tĩnh mạch cửa. Khi cái áp lực tĩnh mạch cửa nó cao quá, nó tìm đường thoát trở về, cho nên là nó sẽ tái lập. Còn cái đường kính tĩnh mạch cửa nó không giãn là điều đó dễ hiểu thôi, là bởi vì nó có đường thoát rồi. Cái áp lực khi nó vô tĩnh mạch cửa, nhưng mà nó đã có đường thoát qua cái tĩnh mạch rốn tái thông thường, cho nên nó không giãn trên 12. Còn cái gan và lại trở lại vừa rồi, tức là lúc đó nên nhớ rằng trong cái sơ gan tăng áp tĩnh mạch cửa thì có bệnh nhân phản ứng bằng cách là tái lập tuần hoàn tĩnh mạch rốn, có bệnh nhân phản ứng bằng cách là lách to, tức là cái tuần hoàn nó đi ngược cái dòng chảy của cái tĩnh mạch lách, nó làm cho lách to. Có bệnh nhân phản ứng bằng cách là giãn tĩnh mạch thực quản, và không có bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào đó. Và cái quan trọng á là bạn nói gan bình thường, lách bình thường tôi hiểu ý bạn là nó không có tăng cái chiều dài. Còn cái gan bình thường tôi nghĩ rằng là cái đó nhiều khi mình phải xem lại, là bởi vì nó hơi chủ quan khi mà bệnh nhân bị sơ gan, bởi vì nó chỉ có tiêu chuẩn gan thô thôi. Tôi xin hết. Câu hỏi 18, chẩn đoán viêm gan mở trên siêu âm như thế nào, tỷ lệ gan nhiễm mỡ chuyển sang viêm gan mỡ là bao nhiêu? Câu hỏi này xin dành riêng cho bác sĩ Liêm. Dạ. Chẩn đoán viêm gan mỡ, chẩn đoán viêm gan mỡ trên siêu âm như thế nào? Thì khi nãy trong bài chúng ta cũng có rõ, nói rõ hai phần. Thứ nhất là xin lỗi tôi hiểu nhầm câu hỏi tí. Tức là chẩn đoán viêm gan mỡ trên siêu âm. Viêm gan mỡ trên siêu âm thì chúng ta rất là khó, chỉ dựa vào siêu âm không mà nói là viêm gan mỡ thì rất khó. Chúng ta sẽ chẩn đoán được gan có nhiễm mỡ hay không. Và như vậy thì nếu nói vậy thì chúng ta nói lại một cái quy trình để chẩn đoán gan viêm gan mỡ. Đầu tiên á thì phải xác nhận được là có gan nhiễm mỡ. Rồi xác nhận có gan nhiễm mỡ rồi thì chúng ta lại tìm những cái yếu tố để chứng minh là có viêm gan mỡ, có viêm gan. Thì những yếu tố có viêm gan thì cũng giống như là trong các bài thường quy mà chúng ta học thôi. Chúng ta cũng có thay đổi đường bờ, thay đổi cấu trúc, gan thô, những cái tái phân bố thể tích. Đó là trên siêu âm BMOT. Rồi như vậy thì siêu âm, với siêu âm thường quy thì chúng ta định tính gan nhiễm mỡ và tìm những cái dấu hiệu mà biểu hiện của cái viêm gan trên cái trường hợp đó để chúng ta biết là có viêm gan mỡ hay không.
Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là chúng ta cũng phát hiện được một số lượng ít thôi, còn có rất nhiều trường hợp viêm gan mỡ chúng ta không nhận ra được. Còn tỷ lệ gan nhiễm mỡ chuyển sang viêm gan mỡ là bao nhiêu thì chúng ta không có thể gọi nói là gan nhiễm mỡ chuyển sang viêm gan mỡ được. Bởi vì theo tôi thấy là những cái nghiên cứu người ta công bố như thế này, ví dụ như người ta nói là trên thế giới có 25% là bệnh nhân liên quan tới bệnh gan mỡ không do rượu, tức là NAF, thì trong số đó có 3% là NAS, tức là viêm gan mỡ. Như vậy có nghĩa là người ta sẽ tìm ra một cách, trong một cái tổng hợp nghiên cứu nào đó, người ta tìm ra được cái số gan nhiễm mỡ, rồi trong số đó người ta tìm được bao nhiêu phần trăm đó là viêm gan mỡ. Không có nghĩa là cái ca này gan nhiễm mỡ, sau này họ mới chuyển thành viêm gan mỡ, không phải như vậy. Tôi thấy là cái gọi là chuyển sang là không đúng, nhưng mà người ta có thể nói là tỷ lệ viêm gan mỡ là khoảng 3%, trong khi tỷ lệ gan nhiễm mỡ không do rượu là khoảng 25%. Cái đó là những con số mà tôi hiểu là như vậy. Thì xin ý kiến thêm của chỗ thầy Quân với thầy Trọng. Cái tỷ lệ này khoảng 3-5% từ một cái viêm gan nhiễm mỡ thông thường không do rượu, viết tắt là NAFLD, nó sẽ chuyển thành, nó sẽ biến thành là viêm gan do nhiễm mỡ 3-5% là NAS, NASH, được tắt là viêm gan do nhiễm mỡ không do rượu, nhiễm mỡ không do rượu. Và khoảng 8% của cái viêm gan do nhiễm mỡ sẽ dẫn đến là sơ gan. Đây là con số mà theo những các cái tài liệu của các cái hiệp hội nó cung cấp, đặc biệt là cái hiệp hội nghiên cứu về gan của Hoa Kỳ. Xin cho câu hỏi tiếp theo. Như vậy thì phần hỏi đáp của chúng ta hôm nay liên quan đến hai vấn đề. Thứ nhất là siêu âm gan thường quy với khảo sát đánh giá ứng dụng cái xếp loại phân loại LIRAS trong phân các cái thương tổn, phân loại thương tổn của nốt các cái thương tổn khu trụ của gan để mà quản lý, để mà làm một cái chẩn đoán tiếp theo cho bệnh nhân và để tránh được các cái chỉ định quá mức không cần thiết, giảm được cái chi phí y tế, gánh nặng y tế cho người bệnh. Thì cái bài đó là cái chủ đề của bác sĩ Nguyễn Quang Trọng. Cái bài thứ hai là cập nhật các cái kỹ nghệ, cái công nghệ mới, kỹ năng mới, công nghệ mới trong các lĩnh vực siêu âm để khảo sát một loạt khía cạnh khác nhau về vật lý của cái thương tổn vật lý của cái gan, đó là cái độ sơ của gan và cái độ nhiễm mỡ của gan. Và ngoài ra thì bác sĩ Liêm trình bày trong cái phần này một cái công nghệ mới, đó là khảo sát siêu âm vi mạch để khảo sát cái tưới máu, mở ra một cái ứng dụng rất là mới, rất nhiều ở các lĩnh vực khác nhau. Thì mong rằng buổi chiều hôm nay các cái thông tin như thế đem lại một cái hữu ích trong cái thực hành hàng ngày cho quý đồng nghiệp trên toàn quốc. Và khi có dịp mà có cái hội nghị của siêu âm sau dịch mà cho phép thì cái hội nghị siêu âm có thể mở online, mở offline, tức là trực tiếp, thì quý đồng nghiệp có thể chứng kiến tận mắt các cái công nghệ này trên các cái dòng máy trường lab tại các cái phòng trường lab của cái hội nghị siêu âm. Và hy vọng rằng tương lai thì những trả thành của các cái máy này họ sẽ, các nhà sản xuất sẽ giảm dần, và hoặc là họ đưa những cái công nghệ tiên tiến này xuống dưới cái máy có cấp độ thấp hơn, mức độ trung bình hơn, thì nó vừa cái túi tiền có thể mua sắm được của các cái bác sĩ đồng nghiệp trên toàn miền, hoặc là các cái cơ sở y tế nhỏ và vừa có thể mua sắm được, trang bị được, thì do đó thì người dân chúng ta sẽ thừa hưởng được các cái công nghệ này. Thì hy vọng chiều hôm nay mang lại những cái điều hữu ích như vậy cho quý đồng nghiệp trên toàn quốc. Một lần nữa tôi xin thay mặt Chi hội Siêu âm Việt Nam cảm ơn của nhà đồng hành là công ty Lục Tĩnh Dell Tech, là nhà đại diện chính thức của công ty Canon Toshiba, các hãng máy Toshiba tại Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn của hai giáo viên và cảm ơn quý đồng nghiệp đã bỏ thời gian theo dõi cái buổi hội thảo hôm nay, và hy vọng quý đồng nghiệp sẽ tiếp tục còn cái buổi dạy tiếp theo liên quan đến kỹ thuật về ứng dụng trong cái vú của phối hợp giữa
công ty Canon và công ty Deltas và Visum trong cái buổi tiếp theo. Và sắp tới đây sẽ Visum sẽ mở ra được những nhiều cái buổi webinar thế này. Hẹn gặp lại quý đồng nghiệp trên các cái buổi webinar tiếp theo. Xin chào và chúc mọi người một cái chiều cuối tuần và ngày mai chủ nhật vui vẻ. Xin chào. Cảm ơn bác sĩ Quân. Chân thành cảm ơn sự điều hành của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân cùng với các bài giảng vô cùng hữu ích của Bác sĩ Nguyễn Quang Trọng và Bác sĩ Lê Thanh Liêm. Ban tổ chức xin được nhắc lại, để nâng cao chất lượng tổ chức chương trình, xin quý bác sĩ điền vào link phiếu đánh giá trong chat box của phòng Zoom và phần bình luận của YouTube và Facebook. Trong phiếu đánh giá sẽ có một lựa chọn nhận bài giảng. Quý bác sĩ vui lòng lựa chọn nếu có nhu cầu về việc làm bài test CNS. Dạ, thì sau khi kết thúc chương trình, ban tổ chức sẽ gửi đường link qua email của quý bác sĩ đã đăng ký CME từ trước. Sẽ có 5 câu hỏi và thời gian làm bài là 20 phút. Để đạt yêu cầu cấp CME thì quý bác sĩ vui lòng tham dự đầy đủ 2 buổi hội thảo và tổng điểm đạt cho 2 buổi là 7 trên 10 câu. Xin lưu ý là những bác sĩ vẫn chưa nộp những cái hình ảnh bằng cấp hoặc là những cái chứng nhận hoặc là chưa thanh toán lệ phí CME thì vui lòng hoàn thành trong ngày mai ạ. Ban tổ chức sẽ thông báo qua email cho các học viên về kết quả đạt hay là không đạt sau khi bài test được chấm xong. Theo thông báo của Visum thì do nhu cầu tổ chức cấp CME ngày càng nhiều cho nên ban tổ chức sẽ chuyển phát bản giấy CME đến quý bác sĩ trong thời gian ít nhất sớm nhất có thể, dự kiến là trong vòng 3 tháng sau khi chuỗi hội thảo kết thúc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham gia của quý bác sĩ. Hẹn gặp lại quý bác sĩ trong những buổi hội thảo tiếp theo vào ngày 2/4/2022 với chủ đề ứng dụng lâm sàng của siêu âm trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến vú. Xin chân thành cảm ơn.